my channel. Trở lại với tập tiếp theo của Minh Tú. Như các bạn cũng đã biết thì hiện tại Minh Tú đang kẹt tại Bali do tình hình dịch Corona. Nhưng hiện tại thì sức khỏe của mình rất là ổn. Cuộc sống của mình thì cũng như vậy thôi, cũng buồn chán và nhàm chán như vậy. Mỗi ngày thì mình vẫn làm những cái công việc như là mình đã chia sẻ với các bạn rồi đó, như là nấu ăn nè, đọc sách nè, quay những cái clip funny cho các bạn cùng coi. Có rất là nhiều bạn hỏi Minh Tú là tại sao Minh Tú ở đây, Minh Tú lại thuê một cái villa bự như vậy khi mà Minh Tú hiện tại không làm ra tiền, phải chi tiêu rất là nhiều, thì cái cách chi tiêu của Minh Tú như thế nào. Thì điều đầu tiên Minh Tú muốn chia sẻ với các bạn là trong cái khoảng thời gian mà vài năm vừa qua Minh Tú làm việc thì Minh Tú cũng có một cái khoản gọi là khoản saving, cái khoản tiền mà mình để dành tiết kiệm. Cái thời gian khó khăn này thì Minh Tú cũng sử dụng đến cái khoản tiền đó. Đó là lý do mà tại sao hồi xưa Minh Tú có nói là thay vì mua nhiều đồ hiệu hoặc là để trưng diện cho bản thân hết tất cả mọi thứ, thì Minh Tú sẽ dành một khoản nhỏ để mà mình để dành tiền, để khi mà mình cần thiết nhất và những cái việc mà rất là khẩn cấp thì mình sẽ có một cái khoản đó để mình trang trải. Cái thứ hai là tại sao Minh Tú lại thuê một cái villa rất là to. Các bạn, thật ra như này nè, bình thường thì sẽ rất là mắc tiền, nhưng ở thời điểm hiện tại ở Bali thì villa rất là rẻ, và cực kỳ rẻ luôn các bạn. Ví dụ như cái villa mà Minh Tú thuê thì cũng chỉ có 30 đô một ngày thôi. Và khi Minh Tú thuê ví dụ như là một tuần, hai tuần thì Minh Tú sẽ được giảm giá nữa. Và cái thứ hai, nó sẽ an toàn hơn sức khỏe cho Minh Tú. Bởi vì sao? Hiện tại tất cả các khách sạn ở Bali họ đều đóng cửa các bạn. Những cái khách sạn mà họ hoạt động họ cũng charge xem với cái giá mà Minh Tú thuê một cái villa. Nhưng khi bạn ở đó thì mình sẽ phải tiếp xúc với nhiều người hơn, rồi có người ra vào, như vậy thì Minh Tú cảm thấy nó không có an toàn cho Minh Tú lắm. Minh Tú cần một cái không gian rộng, tại vì hầu hết thời gian mình ở đây mình sẽ ở trong nhà, rồi mình tự nấu ăn. Nếu mà mình ở khách sạn thì mình sẽ không có tự nấu ăn được, các bạn, nó không có bếp. Minh Tú có hồ bơi, muốn có không gian riêng, và như vậy thì cái lựa chọn ở villa nó sẽ phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại của Minh Tú. Và cái giá cả của nó cũng rất là mềm, và Minh Tú tìm được rất là nhiều deal và nhiều sự lựa chọn khác nhau rất là rẻ trên Airbnb. Các bạn hỏi là ở trên đây có những cái khó khăn gì. Thật ra thì chả có khó khăn gì các bạn, tại vì trước đây Minh Tú cũng đã từng sống tự lập rồi, cho nên ở thời điểm hiện tại đối với Minh Tú mọi thứ cũng rất là dễ. Chỉ có điều Minh Tú rất là nhớ nhà, nhớ ba mẹ nè, nhớ gia đình nè, nhớ bạn bè nè, nhớ đồ ăn Việt Nam các bạn. Có những đêm không ngủ được chỉ vì nhớ một ly chè Thái thôi đó. Hoặc là nhớ mấy cái quán ốc, rồi nhớ bánh tráng trộn, rồi nhớ chân gà, rồi nhớ ôi tất cả đồ ăn Việt Nam. Và rất là thèm mà ở bên đây không mua được các bạn. Mà làm thì Minh Tú không có biết làm. Ví dụ như làm chân gà ngâm sả tắc Minh Tú không biết làm. Mà đi mua chân gà cũng không biết mua ở đâu, cũng đi tìm rồi mà không có thấy. Ví dụ như khi mà mình đi qua đây nè các bạn, những cái mỹ phẩm của mình á và đồ dùng cá nhân á, mình đem rất là ít. Định đi có 4-5 ngày rồi về, cho nên đem những cái set nó rất là nhỏ nhỏ qua đây hết các bạn. Dầu gội hết, sữa tắm hết. Đi rất là xa để mua được dầu gội Tresemme, tại vì Minh Tú xài cái đó quen rồi. Quan trọng nhất là cái gì đó không? Kem dưỡng da. Oh my god, oh my god, I'm really crazy about this. Minh Tú đi rất là nhiều, hầu như là tất cả mọi tiệm đều đóng cửa. Và có Guardian, các bạn, có Guardian ở đây. Mà Guardian á, bán toàn chỉ có những cái đồ local. Là không biết nói sao nữa. Ví dụ như Minh Tú có dầu gội, có dầu xả, muốn tìm cái hũ tóc của Tresemme cũng không có các bạn, mà họ bán mấy cái gói giống như là hàng local mà tính ra có 7.000, 8.000 một gói à. Nhưng mà mình suy nghĩ 7.000, 8.000 thì cái tinh chất, cái dưỡng tóc nó ở đâu ra. Thôi
về tự tạo những cái mask, cái mặt nạ tự nhiên giống như là dầu dừa hoặc là bơ hoặc là chuối rồi tự dưỡng tóc của mình. Cái tiếp theo là gì? Da của tôi không còn mỹ phẩm, tôi không có kem dưỡng ẩm, không có serum, không có gì hết các bạn. Order cũng không có. Đi vô mấy cái shop thì bán những cái đồ local, có ví dụ như có cái nhu cầu của người bên đây nè, họ dưỡng giống như người thị trường chung á, họ làm trắng rất là nhiều, toàn là whitening cream không à. Mà Minh Tú thì không có xài whitening cream, mình chỉ cần kem dưỡng ẩm thôi. Rất là khó khăn. Có những cái loại rửa mặt á, mình không nói tên này nha, tại vì mất công lắm. Mới rửa vô cái mặt nó trắng sáng rồi nè. Nó trắng bóc luôn, nó trắng còn hơn là trời ơi tiên đồng ngọc nữ luôn á. Tự nhiên cái 10 phút sau cái nó sạm lại. Cho nên là mình cũng rất là hoang mang với những cái mỹ phẩm như vậy. Rồi con mũi này kỳ cục mà. Muốn đi lên mấy cái app mà mua đồ giống như là Lazada, Shopee, nhưng mà Minh Tú đau về không mua đồ, không biết tiếng, không biết tiếng Bahasa, tiếng Indo, không mua được. Rồi để đi luôn các bạn, dưỡng toàn đồ thiên nhiên không luôn á. Toàn là dầu dừa, Minh Tú cứ lấy dầu Minh Tú bôi lên, xong rồi kem dưỡng mắt là hết rồi. Đó. Đó có đó là cái khó khăn á. Cho nên là hàng ngày Minh Tú cố gắng ăn rất là nhiều rau, uống rất là nhiều nước luôn. Chưa bao giờ mà mình uống nhiều nước như bây giờ luôn á. Tại vì mình rất là ghét uống nước. Uống nước mình sợ lắm, tại vì mình thấy nó lạc nhất nè. Rồi sau mình cứ nói là muốn da đẹp phải uống nước, muốn da đẹp phải ăn rau, muốn da đẹp phải uống này uống cái kia. Ngày nào cũng uống quá trời, uống hơn 2 lít luôn á. Vô chủ đề chính của cái tập này đi. Các bạn biết không, mình đi qua đây á có mấy bộ đồ à. Tại vì lúc đi qua đây nghĩ là đi có 4 ngày, đem có mấy cái quần xùy á màu trắng mà giặt thành màu cháo lòng luôn á là hiểu rồi đó. Mà không có tìm mua được đồ tại vì dịch mà mọi người ở đâu cũng đóng cửa hết á. Khó khăn lắm để mua đồ. Ví dụ mà có mấy cái tiệm ở ngoài đường á, họ bán cũng toàn là mấy cái xà rong đồ không à. Rất là khó bận. Trong cái rủi thì nó có cái may như thế này các bạn. Thì tình cờ thôi, trong cái lúc mà mình đi lang thang ở ngoài đường mua đồ thì mình thấy có 1-2 cái shop. Và ở trong cái thời điểm này nè, do tình hình kinh tế rất là khó khăn, cho nên đại đa số những cái shop họ đều trả mặt bằng. Và khi trả mặt bằng như vậy thì họ bán giống như là bán đổ, bán tháo và bán rất là rẻ. Cần doanh thu, mình là dùng đi, cần doanh thu cho nên họ bán rất chiết khấu, giảm giá rất là rẻ. Thì hôm nay Minh Tú sẽ chia sẻ với các bạn là những cái món đồ mà đã cứu cánh Minh Tú trong khoảng thời gian ở Bali. Hiện tại là gần 2 tháng rồi các bạn, gần 2 tháng ở đây rồi. Các bạn nghĩ đi, 2 tháng mà 5 bộ đồ sao mà tôi sống. Rồi hàng ngày tôi quay clip rồi tôi chụp hình bằng đồ gì. Thì ngày hôm nay Minh Tú sẽ chia sẻ với các bạn. Đầu tiên đi, đây là một cái quyển sách mà Minh Tú rất là thích. Và mình tìm kiếm mua ở Việt Nam á cũng lâu rồi mà không có được. Thì qua đây tình cờ hơn hay sao luôn á. Tự nhiên cái bước vô tiệm sách. Cái bữa đó là cái tiệm sách đó, là không biết sao tiệm sách đó mở cửa, nó nói nó mở có ngày à, nó kiểm kho vậy á. Cái đi vô nó giảm cho cuốn sách này 80%. Cho nên là cuốn sách này hình như còn có chưa tới 100.000 nữa. Vừa mua được sách mình thích mà vừa luyện được tiếng Anh nữa các bạn. Tiếp theo là có một cái tiệm tên là I Love Bali. Thì mình mua rất là nhiều đồ ở trong cái tiệm đó luôn. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn. Những cái áo như thế này chỉ có 50.000 IDR thôi các bạn. 50.000 IDR là khoảng 75.000 tiền Việt mình á. Đây, mình mua rất là nhiều, chất liệu rất là tốt, có mạt rất là dễ thương, giống như là một cái signature của họ. Giảm rất là nhiều, giảm 80-90%. Như cái này nè, 75.000 các bạn mua không? Mua, tôi mua đó, 75.000. Ví dụ như cái này mình có thể bận đi tập thể dục nè các bạn. Hoặc là mình là bận cái prop, giống như là bận đồ bên trong rồi khoác áo ở bên ngoài nữa. Áo Barbie girl cũng 50.000 IDR là khoảng 70-75.000 tiền Việt Nam mình. Quá dễ thương luôn các bạn.
thương hiệu đàng hoàng và chất liệu vải rất là ok luôn các bạn, có hiệu đàng hoàng nha, hiệu Indoor, các bạn search thử trên Instagram đây là thấy hiệu xịn nhưng mà hiệu giảm đâu. Tiếp theo là cái áo này, cái áo dạng form dài này, cái áo dạng form dài này mua có 120.000 tiền Việt thôi, mà cái chất liệu vải nó trời ơi nó mát mà nó xịn á, nó thơm nữa, nó vừa thơm nó vừa xịn nữa mà nó rất là mát. Đây các bạn, có 120.000 thôi, tôi mua cho hai cái tại vì nó quá rẻ. Đây, quá trời rẻ luôn. Cái mẫu nào của nó cũng có một cái thác như thế này, rất là dễ thương. Bạn nghĩ đi, cái miếng thác này nó bằng kim loại, cái miếng thác bao nhiêu tiền rồi, cũng phải mấy ngàn rồi. Các bạn có thể bận giống như là bận giày, xong bận quần, bận dạng dấu quần á, quần jean ở trong, hoặc mình thắt dây nịt, hoặc đơn giản là kiểu như là mình bận bikini xong rồi mình đi ra đường mình cứ chỏng này vô thôi. Áo đồ ngủ quá dễ thương luôn. Đây, 75.000, bận ngủ các bạn, bận ở nhà ngủ, chất liệu vải rất là mát. Em bận anh yêu luôn á, em bận anh yêu luôn á. Thôi này, rất là dễ thương, mà hồng nhạt dễ thương lắm. Nè, nó cũng có cái thác này nè. Thêm một cái áo nữa, cái áo này Minh Tú cũng chỉ mua với 75.000 tiền Việt. Đó, cái này á, là giống mấy kiểu mấy bạn gì ta, mấy bạn mà hippie á. Đó, hai kiểu bận với quần jean, Levi's, sọt cao rồi xẻ cái đất rồi ở trong bận một cái giống như là một cái bra đen nó rồi ở ngoài chùm cái này nè. Đó, bận kiểu này nè, 75.000. Hoặc đơn giản nếu mà không làm gì mua bận nhà cho mát. Tiếp, à đây, cái áo tôi đang bận luôn nè. Cái áo này tôi mua nhiêu ta? 100.000 tiền Việt. 100.000 tiền Việt, đó. Tôi mua cho hai cái đây nè, đó, ở nhà hoặc là đi ra đường chạy mua đồ á, bận rất là khu nha. Ở trong mình bận kiểu đó, áo bra hoặc là crop top đen, rồi ở ngoài mình bận cái này, rồi ở dưới mình bận quần jean, quần short jean đó các bạn. Tin được không? Tôi không tin được luôn á. Cái đầm 75.000, nhìn cái đầm 75.000 nè, nó ôm sát body nè. 75.000, chất liệu vải cực kỳ luôn, thun 4 chiều mát lạnh. Tiếp theo đây, cái dạng áo mà Minh Tú nói với các bạn nè, ở trong đây, áo này nè, kiểu như mình bận ở ngoài đó, mình bận ở trong crop top, mình bận ở trong rồi ở ngoài mình lại khoác thêm áo khoác jean hoặc áo khoác gì đó, hoặc là bận ở trong mấy cái áo này nè. Cái này thì 75.000 luôn. Mua cái màu trắng, cái màu đen, ở lộn, cái màu nude, cái màu đen. Không thích, bận ở nhà cũng được, bận tập thể dục cũng được. Tại vì ở trong đây nó có cả thêm một lớp nữa các bạn. Thêm một lớp nữa. Đây, qua tới 75.000 bà mua không? Tôi mua. Trời ơi, quá dễ thương, quá rất là thời trang và sexy luôn cả nhà. Trời, còn rẻ hơn mua đồ Sida nữa, nhưng mà này đồ mới. 75.000 luôn, quá duyên dáng. Bận với quần short jean hoặc là quần jean lưng dài, hoặc bận với váy, ôi giời, xin xuất sắc. Tiếp theo các bạn, jumpsuit này tôi mua 150.000. Mà vải này thì là giống như là vải gì ta, vải gì tôi cũng không biết nữa, nhưng mà nó rất là mát mà rất là xịn, mát lạnh nè. Ở trong hoặc có thể đơn giản bận bikini cho ở ngoài bận này, nhưng mà bận jumpsuit rất là đẹp. Đây, nhớ chiếc đầm này không? Chiếc đầm mà lên sóng, lên hình nè, 75.000 luôn. Chiếc đầm hồng cánh sen nè. Một bộ bikini 150.000, mua không? Mua. Đây, cái áo 50.000, cái quần 50.000. 50.000 Aja là tính ra 75.000 tiền Việt mình. Mình mua về mình bận tắm hồ bơi hoặc đơn giản chụp hình tự sướng. Cái quần này mua ha, bà cho luôn chứ không có mua nữa. Quần bận ngủ, mua nhiều quá bà cho luôn. Cái áo này là bận giống gì nè, đó, sexy đó. Tôi cũng không biết, bữa đó tôi rất là vui, tại vì bữa đó mình tôi cực kỳ vui luôn, tại vì mình mua, trời ơi, mình đang không còn đồ để bận, không biết mua cái gì, không thể chạy ra mua mấy cái xà rong, tự nhiên hả, vô trúng được cái shop này mua quá trời đồ luôn. Đây, áo thun 75.000, mà qua mấy ngày hôm sau đóng cửa rồi, tự nhiên vô tình bữa đó sao bà bọt cái con bé nhân viên đó, nó mở cửa đó, xong rồi Minh Tú có hỏi là ngày mai có mở nó không, nó kêu là không
hôm nay một ngày duy nhất cũng 75.000. Hết đồ bận rồi tự nhiên gặp mấy cái này giống như một vị cứu tinh trên cuộc đời. Trời ơi, sao mà dễ thương quá, chỉ có 75.000 thôi. Đó, ví dụ mình bận vô nè các bạn, xong rồi mình cột một bên vậy, đó. Cái váy, tôi có bao giờ bánh bèo mà bận váy mà ôm ôm đâu. Nhưng mà nó quá dễ thương mà nó có chỉ có 50.000 thôi thì mua thôi. Đó, quá dễ thương luôn á. Oh my god, tôi còn dễ thương hơn tôi nữa trời. À, tiếp theo các bạn, ôi, đây quần short jean, quần short jean mà hở mông mà tôi nói đó cũng 75.000, nhiều lắm, không có sai, vô tình có cái này đúng cái size của Tú nên Tú mua được. Rồi qua đây á, không có mang theo đồ tập, có mang đúng một cái bộ đồ tập mà hôm bữa H&M tặng cho mình Tú thôi. Xong rồi giống như mình giặt hoài nó cũ mà không lẽ có một bộ đồ bận hoài. Trời ơi, đâu có thấy chỗ nào bán đồ tập đâu. Ở bên đây thấy bán đồ bơi là nhiều. Tự nhiên bữa đang chạy đi đâu không biết, chạy đi sửa điện thoại, cái có một cái shop, nó là một cái shop bán đồ thể thao á các bạn, giảm 80%. Mà bữa đó nắng quá, tôi mệt quá nên đi vô lựa, có chủ yếu là mua quần thôi, chứ còn quần áo Nike, Puma, Adidas rồi nó sale, giày nó sale, mà mệt quá không lựa được. Vô lấy hai cái quần đi về. Một cái quần của Nike, cái quần này á giá gốc á là cả triệu á. Quần Nike thường thường giá có cả triệu, Minh Tú mua cái này có 270.000 thôi. Puma thì rẻ hơn, cái này Minh Tú cũng mua có 250.000. Giá gốc rồi cũng phải 800. Đó, mua hai cái để dành tập thể dục. Áo rất là dễ thương, 399.000. Idea là coi như 400.000 là khoảng 600.000 tiền Việt mình hả ta? 450 tiền Việt, 450 tiền Việt, nhưng Minh Tú mua chỉ có 150.000 tiền Việt thôi các bạn. Áo của con trai á, không phải áo của con gái đâu, nhưng mà Minh Tú thấy nó xinh và cái vải của nó rất là, cái vải nó phức tạp luôn á, cái vải nó rất là phức tạp. Phức tạp mà không biết diễn tả sao. Cho nên là cái style này rất là phức tạp và rất là thời thượng. Kiểu mình bận vô mà mình cột lên đó các bạn. 150. Cái xà rong. Cái xà rong này là tôi mua từ cái ngày tôi mới qua, 69.000, idea là 70.000, là gần 100.000 tiền Việt đó các bạn. Lúc đó tôi không có nhiều đồ, cái tôi mua xà rong tôi quấn được nhiều kiểu rất là xịn đó, chỉ có 100.000 thôi đó. Hoặc là sau này mà không về mà không xài nữa thì cứ kiểu lót trên mấy cái ghế salon cũng rất là sang. Đây cái này nữa, cái này là 50.000. Nó giống như cái bra nhưng mà nó không có cái miếng lót. Đó là cái mà mình đang nói mình bận ở bên trong á, rồi ở bên ngoài mình phối áo này hoặc những cái áo khác á. À, mua xong rồi người ta tặng cho cái túi vải rất là dễ thương. Ở trên đây á, đa số họ sử dụng những cái họ bảo vệ môi trường rất là tốt. Kiểu như không có bao ni lông, rồi mình đi siêu thị này nọ mình phải mua bao để mà tái sử dụng, thì đi mua đồ là họ tặng cho cái bao vậy. Tới đồ bơi hãng này, đây hãng này là một trong những hãng cũng rất là to ở Bali, tại vì mình thấy nó có tới 4 cái cửa hàng luôn các bạn, cùng một khu á nha. Siminyak có tới 4 cửa hàng thì là chắc nó to rồi. Sale 50%. Đây, có quần có áo nữa, nguyên bộ đồ bơi này giá gốc sale rồi còn 300.000. Có nhiều kiểu lắm, nhưng ma tại vì kiểu này thì mình tốt thích bận, đại đa số là những cái kiểu không có mút và như thế này nè. Đó, 300.000 một bộ. Tại vì mua để dành mấy mốt mà đi đâu bận luôn, đi chơi không có mua nữa, lâu lâu mới mua đồ bơi. Tại vì đồ bơi mua ở Việt Nam khó lắm, không có đúng sai, nó vô mông này nó không có đẹp. Hồi xưa giờ mình Tú rất là ít bận những cái đồ gọi là một mảnh, nhưng mà cái này dễ thương cho nên mình mua, chỉ có 250 thôi, 250.000 tiền Việt mình. À, cái đầm này nữa các bạn, cái đầm bánh bèo em bận anh yêu này nữa nè. Cái đầm mà mình bận vô là bắp rán cần mỡ, không cần bơ á, yêu không cần cớ ra cái đầm này. Trời ơi, 250.000. Hai đôi dép. Không có một, đi qua đây không có mang một đôi dép nào luôn á.
chỉ mang đúng một đôi giày bata và hai đôi guốc. Mà các bạn nghĩ đi, ở đây thì sao mang guốc, còn giày bata nóng thấy mồ, sao mang giày bata. Phải đi mua hai đôi dép, mỗi đôi 150. Các mua mà các ông nói mình là khách hàng đầu tiên của ổng trong một tháng trời. Có nghĩa là Bali bây giờ rất là vắng, không có ai hết luôn á. 4 cái miếng lót ly 50.000, dễ thương quá, mua luôn, mua về lót ly luôn. Này thì Minh Tú chỉ có thể chia sẻ một vài cái outfit mà Minh Tú sẽ mix như thế nào thôi. Còn sẽ có người thì họ sẽ thích kín đáo hơn thì họ sẽ phối như thế nào để cảm thấy thoải mái và phù hợp nhất. Quan trọng là các bạn phải cảm thấy tự tin. Đứng đây nãy giờ mũi nó chích quá trời chích luôn á. Hết rồi đó các bạn. Đây là cả một cái kho tàng của Minh Tú tại Bali. Và mình rất là vui khi mà mình mua được những cái món đồ rất là rẻ. Mà tại giờ không có đồ bận mà bắt buộc phải mua thôi. Nhưng mà nếu mà mua đồ mà thường thì sẽ rất là mắc. Nhưng mà rất là may là trong cái giai đoạn này thì giá nó rất là mềm. Bởi vì tất cả các shop họ đều giảm giá 80-90%. Mình cũng thấy có lỗi tại vì người ta kinh doanh khó khăn, nhưng mà thôi, tại vì mình cũng đang cần có đồ, với lại mình cũng không có nhiều tiền nên mình chọn mua đồ giảm giá. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem tập video clip này của Minh Tú, và hy vọng rằng là sẽ có nhiều thời gian hơn để thực hiện nhiều cái clip hơn để cùng chia sẻ với các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại. À quên nữa, các bạn ơi, làm clip rất là cực khổ, nên nếu các bạn có xem và có yêu thích thì hãy nhấn theo dõi kênh Minh Tú và cho Minh Tú những cái tag hoặc những cái tương tác, hoặc share cái link của Minh Tú và bấm like cho kênh của Minh Tú nha.